thế giới chúng ta đang sống ngày càng trở nên khốc liệt. Khi chiến tranh và bạo lực trở thành luật lệ, khi sức mạnh và sự áp chế trở thành xu hướng, khi đồng tiền hơn cả lương tâm, và khi con người ngày càng trở nên vô cảm với thiên nhiên và với chính đồng loại của mình. Vậy giải pháp là gì? Mang bình an trong tâm trí để thế giới hạnh phúc hơn. Chuyển đổi tâm thức, thay đổi thế giới quan. Hiểu về quy luật nhân quả để không làm điều xấu. Lan tỏa những giá trị tích cực để con người thương lấy nhau và trân quý thiên nhiên. Nếu mọi người đều cho đi điều mình muốn, thì thế giới sẽ không còn chiến tranh. Trái đất sẽ phủ một màu xanh tươi thắm. Và tất cả những giá trị đó sẽ có ở DCI. Chào mừng bạn đến với DCI Việt Nam.